Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình Chris Devil Gamer. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục chơi Assassin's Creed phần Season 2 Part 11. Nói chung thì cái Assassin's Creed này á, mình đã nhận hơn 700 comment trên YouTube và cả ngàn comment trên Facebook là kêu hãy tiếp tục chơi cái tựa game này đi, vì rất là nhiều fan Assassin đang ngóng chờ. Thì ok, mình sẽ là chiều lòng những cái fan Assassin, còn những bạn khác, fan khác thì nếu mà không thích coi thì vui lòng đừng comment gì cả. Hãy tôn trọng cái sở thích của người khác, thì người khác cũng tôn trọng cái sở thích của các bạn, đó là những bạn xem game khác, không? Rồi, thì nói chung ở phần Assassin Season 2 này á, thì mình sẽ làm những cái mới, là coi như là refresh lại hết luôn đó, làm ba cái trò mới. Xíu này chuẩn bị cắt chiếc cúc. Từ từ để coi cắt chiếc cúc đi. The halls of parliament must be free to govern again. Understood? Đâu? Ông Crawford Starrick á, cái ông hầm này, mày mà láo láo là hả, tao cắt trứng cút bỏ vô ly tao uống vậy mày. Là cắt chơi trứng cút á, chứ mà cắt trúng cức là mệt lắm. Rồi, thì ở season này mình sẽ làm nhiều điều mới cho những bạn mà không thích Assassin's Creed vẫn có thể xem được những cái trò bựa, không? Còn những bạn nào thích Assassin's Creed thì khỏi nói rồi. Đó. Ok, thì chúng ta sẽ làm những điều gì mới nè. Nón mới. Đấy là. Rồi. Rồi, có cái này mới nữa nè. Mới hư cái loa. Vậy là mới rồi đó. Mới hư cái loa nên không nghe tiếng được. Nhưng mà đã mượn được cái tai nghe khá là dễ thương, đáng yêu, kawaii. Dướng vô cái dây rồi. Rồi. Đó. Thì đó giờ là tôi không có thích đeo tai nghe các bạn ơi. Đó. Tại vì đối với tôi tai nghe nó tôi nói, tại tôi nói nhiều cái nó bị ù ù tai tôi. Ok, và chúng ta cùng đến với nhiệm vụ đầu tiên là nhiệm vụ Playing Politics, là kiểu sao ta? Politics là kiểu chính trị á. Chơi chính trị. Không biết cái gì làm liên quan tới chính trị đây. All right, B. Who are you and what's your game? Ồ, cảnh đẹp quá các bạn ơi. Sinopin Club, câu lạc bộ Sinopin. Câu lạc bộ là club giống như vũ trường vậy đó. Vô vũ trường nhảy đầm mấy bạn ơi. Đó, tôi ghét đeo tai nghe là tại vì nó bịt cái lỗ tai tôi lại. Nói nó nghe ầu ầu, nó khó chịu. Hồi mấy em xíu tôi nhảy xuống là tôi xử thằng đó rồi, nhưng mà không phải. Rồi ok, bây giờ chúng ta đã xuống được phía dưới. Không được giết những cái người lính ở câu lạc bộ Sinopin. Kiểu nghe lén á. Nghe lén kiểu lấy thông tin rồi đó. Y như là mấy bà tám vậy. Y như là mấy mẹ mà tám tám chuyện rồi đó. Đi nghe hàng xóm lên giềng được. Ồ, mấy em siêu bị anh công an hốt. Đen nghe liếc. Rồi sao? Bà bảy bán cá được hai con cá. Rồi con cá cắn đít bà tám hả? Ừ. Nó không cắn đít bà tám, nó cắn vú bà tám.
À không sao, không sao, tại vì bà tám cái vú nên không sao. Ồ rồi, hết câu chuyện rồi. Ông này cọc tại vì là cắn vú bà tám mà không cản lại. Benjamin Disraeli, tên như Ả Rập Xê Út vậy ông nói. Ồ oh. Ồ là rượt theo ổng hả? Đứng lại, đứng lại. Ui, ui. Hồ ổng già, ổng chạy quải quá. Rồi chết. My name's Herbert. And why are you following the Prime Minister? It's just a job, sir. Some old bloke paid me. Sniper hả? Smug bastard. Ủa? Ôi này nó ngu lỡ bắn thằng kia rồi. Sao nó không bắn mình luôn không? Tại cốt truyện nó vậy đó bạn. Đạo diễn kêu vậy nên phải vậy. Nếu mà nó bắn mình luôn thì hết mẹ game rồi. Trời, dễ gì bắn được anh. Ê xạo ha, nãy bắn headshot thằng kia vậy mà gần vậy mà bắn không trúng cái tay mình. Trúng cái tay mình là mình rớt mẹ rồi. Chắc đạo diễn kêu vậy tiếp. Ê, đứng lại mày, quỷ. Bữa mà mượn tôi cục xe bông mày nhớ không? Trả đi, trả đi. Trả đi. Thôi, có chạy đằng trời. Mày, vỡ mồm. Bóp vú trên sân thượng. Nắm cái áo thôi, nắm cái áo thôi. Má cột tóc gì như hai lưỡi tay chó vậy má. And a three-story drop will shatter your legs and send you to the workhouse. Difference is you can run from him. Tomorrow, my lads are going to attack the Prime Minister's carriage on the way to Parliament. Ồ, chúng ta là người tốt mà, chúng ta sẽ tha mạng cho ả. Rồi, xong, hoàn tất nhiệm vụ. Chúng ta là những người đàn ông mà, gentleman mà. Chúng ta sẽ tha mạng cho những cái người không liên quan, không? Thôi, chơi đàn bà chút xíu đi. Die bitch. Ok, và bây giờ chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo, nhiệm vụ bodyguards. Bodyguard là kiểu bảo vệ. Bảo vệ riêng cho một cái người nào đó gọi là bodyguard. Body. So much for the house call. I have to find a way into that carriage. Phải lén vô cái xe đó mấy bạn. Rất là căng thẳng. Rất là căng căng thủ, rất là cu căng thẳng. Ok, chúng ta sẽ cố gắng mò vào cái xe. Chà. Nhiều cảnh sát dữ vậy. Cái ông này là gì mà cảnh sát ghê vậy? Chắc là chức gì lớn lắm. Chức tù nhân hay gì á. Rồi vô nhẹ nhàng. Trời, thấy tôi hay không? À, rồi khỏi vô luôn. Chạy chạy chạy. Tôi là chọn biện pháp là đập hết nguyên đám cảnh sát này. Và vô. Stale 10/10. Prime Minister, I'm your new bodyguard, Jacob Fry. I wasn't informed of any new bodyguard. Who's your commanding officer? Let the boy speak, Dizzy. Madam, apologies. Cười con mẹ gì? We've learned of a threat on your life. Quen bà hả bà cười? Làm như quen thân mười kiếp. What sort of threat? Đội thấy thấy trai đẹp, chị cướp cái gì mà đặt cười. À, bảo vệ ông đó hả?
Rồi giết giết lính ổng chi rồi, giờ giờ bảo vệ xăm nách vậy. Ủa trời, mấy thằng zipper này yếu xìu. Rồi hết nhắm. Đây. Ờ. Bóp chìm cái. Ôi trời. Gì mà đông dữ vậy? Mày đông, đông, đông ăn chùm lông mày. Ui. Ui, hên á. Mày vỡ mồm. Ui. Yeah. Ôi gì mà đó nữa, gì mà quá trời vậy, bà con dòng họ nguyên lối xóm mày đem tới hay gì? Đầu game giờ chắc tôi giết cả trăm cả ngàn thằng rồi đó. Dòng họ băng đảng áo đỏ giấy nhỏ này giết rồi nó. Ồ này có thằng mới nè. Rồi xong. What's all this? Not so fast, your excellency. Oh. Oh shit. Giờ phải đuổi theo và cứu ông. Không. Ủa, ông đó là Prime Minister luôn ba. Ủa, là ông bộ trưởng. Không biết bộ trưởng gì thôi. Bộ trưởng bộ nội vụ hay là bộ trưởng bộ giáo dục hay là bộ trưởng bộ đồ. Ủa má thấy xe tao móc đầu ghê không? Ủi mày này con. À con ngựa tông của các cục điện mà cái cục điện gãy. Ok logic game. Rồi chúng ta sẽ cố gắng thoát ra khỏi đây nào. Đã cứu được ngài bộ trưởng bộ đồ. Rồi để dành tiền mua cái lò mới thôi chứ nghe cái này nó khó chịu quá. Kiểu nó ụp ụp nó tù tù sao không khó chịu. Mà không đeo thì không nghe được, đúng không? Chơi game mà không nghe được gì chơi làm gì. Kiểu kia bắn bùm ở đây vẫn mặt tỉnh. I assure you madam, Gladstone is innocent in this. But he tried to kill my husband. Well, we'll look into Gladstone. Perhaps you can help me with another inquiry, madam. A gentleman with ties to Parliament, older, wears cavalry uniforms and has a large mustache. Bà này mê giết cướp rồi bà. You seem like a rough and ready sort of fellow, Mr. Fry. Well, yes I am, actually. And are you familiar with the poorer districts of our city? Roughly. Wonderful. As it happens, I've been eager to tour the Devil's Acre. Sure. If you were to escort me, I'd be happy to assist you in your inquiry. That strikes me as a dangerous idea. Then it's settled. Come back here to Downing Street tomorrow night, 8 o'clock sharp. Nó kêu dẫn bà đi đâu chơi. But I... Good day, Mr. Fry. Bà già này khoái lái phi công trẻ hả? Mãi bà thiệt. Rồi. Ok và bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo của con mẹ. Các bạn thấy mỗi lần nó lót đinh cái mất tóc con Evie không? Cái biện pháp cạo đầu lẹ nhất của con Evie. Rồi. Chắc là nó chuyển lại chơi Jacob tiếp rồi. Madam. Biết ngay. Mr. Fry. Đi bà này bà đó bà mê gần gì cướp rồi bà mê. I'm afraid I must cancel our engagement. The lawn is crawling with scandal-hunting journalists
and I simply cannot be seen in the company of someone so. I'll see them off. Bà nói giờ bà nổi tiếng, bà nổi tiếng quá nên mấy nhà báo á cứ bu quanh cái nhà bà, giờ bà đi không được. Con chó. Chó. Dễ thương mày. I'll barely ruffle a hair on their heads. Trời. Desmond. Dữ dữ mày. Con chó trong vỏ đỏ là người ta gọi là con đỏ chí á. Con đỏ chí. Thế con chó nằm trong vỏ đỏ là gọi là con đỏ chí hết. Đánh lạc hướng những thằng nhà báo bằng con nhỏ bán báo. Phải cực. That's yours. Cho tiền mà. Get those chaps over there to follow me. Right you are, sir. Blimey! Look! It's Squire Bancroft! Best lead them astray before they tear me to shreds. Mr. Bancroft! What's coming up next for the Prince of Wales? Will you be performing Miss Robinson's new work? Đó, tao nổi tiếng rồi tụi bay. Đó, theo tao đi. Hãy đi theo tao. Đó, mình dụ tụi nó đi để mà mình dẫn bà đi được. Nè. Jacob nổi tiếng nè. Theo tao. Chật. What? What? What the hell? What the fuck man? Kìa nhìn nhỏ kìa. Trời. Bãi cực. Kiểu con nhỏ nó bay mà nó cũng không quan tâm luôn. Bay thiệt. Rồi. Rồi, ok. Ta đã thoát được bọn nhà báo. Và tớ chúng ta đã sẽ tới tới. Sẽ đi tới gì vậy? Ồ. Phải nhà báo dí theo nữa chứ. Ăn không thì sao á. Rồi, chúng ta sẽ tới đường Devil kìa bác. Rồi tới nhà đại gia đình Devil. Ok. Tới tới cẩm nang game thủ à. Bà này bà đi chơi cẩm nang game thủ. Ui. Rồi, chúng ta đã tới nơi. À, tôi cho các bạn coi cái chỗ này. À, chắc là phải lớn lắm. Trời. Rồi cái chỗ này gọi là slum bạn, khu ổ chuột. Phải. Ê. Trời ơi. Dữ thần. Mì trài ứng. Thôi. Con chó này nó sủa nữa. Rất là dễ bị phát hiện nếu mà con chó này sủa lên. Nó cố gắng né quá. Rồi đừng có sủa nha mày con quỷ. Con đỏ chí. Rồi ok tạm ổn. Remarkable how the working classes occupy themselves, isn't it? Very industrious, I'm sure. Shall we go? Nguy hiểm quá mày bạn ơi. Mà gì mà dẫn theo con chó làm gì không biết. And so the vicar says, your pardon, Bishop, I thought that was the Eucharist. Rồi rồi rồi.
khó lắm mới thoát ra được. Tại cái đoạn nãy kiểu đi lòng vòng chờ lâu khó chịu, cắt bớt coi khúc chán. Rồi. Quá. Rồi chúng ta đã tới nơi rồi. Không nhận chó dễ thương thì. So this is a pint, is it? Remarkable. Chết chết chết, bị phát hiện rồi. Nice doggy. Ê. Oh. Ê. Ê bạn làm tôi bị slow motion rồi. Ôi phải. Trời vừa chạy theo phải mở cái Eagle Eye lên mới thấy được phải. Thôi giờ mới thấy con chó nó hữu ích, biết la lên đồ. Chứ gặp mấy con chó là ngu ngu im mẹ rồi, là bắt làm thịt chó luôn. Thôi con này không làm được cày tơ bảy món đâu mày ơi, bắt làm gì tội nghiệp nó. Con này chừng nửa dĩa. Có chút ép à, dễ thương, tự nhiên bắt giết. Mình rất là ghét cái bọn mà bắt chó, bắt chó để làm thịt, nghĩ sao? Ăn thịt khác không được, phải ăn thịt chó. Khổ. Well, if you never told your father how you felt about him. Ôi gì vậy? Đâu, bà là bà nhiều chuyện, bà ngồi bà nói chuyện với mấy thằng băng đảng áo đỏ giá nhỏ rồi. Cho kẹo nữa. Desmond and Mr. Fry, I'd like you to meet. Oh, I'm sorry, I didn't catch your name. John the Tosser. Charmed. I think we better get you home. Right. Oh, yeah, bà ơi. Nhiều chuyện quá, ở đây nguy hiểm muốn chết. Giữ thần. Bye mấy anh bạn gái nhỏ nha. Well, well, well. If it isn't the dog walker. Now, let's not do something we'll regret. Rồi, đánh lộn, đánh lộn. Ủa mấy nó đâu rồi? Trời, tôi tưởng ghê lắm, ra kéo băng ra đồ chạy mất mẹ. Chắc là lắc game. Má vậy. Bạn nhớ nhỏ bán báo nó bay trong không trung. Mò đợp lỗi game. Lord Cardigan is the gentleman you see. Tiresome. Always blathering on about his military adventures. Do you know where I might find him for a private conversation? I do indeed. Tôi đeo cái tai nghe này sao tôi thấy nhức đầu quá. Campaigning against the corrupt practices. Perhaps you could catch him in the Palace of Westminster. Let's go. Do be careful. The government could ill afford another scandal. I assure you, I'll be very discreet. Rồi. Ok, chúng ta đã tới nơi. Dẫn chó bả với bả đi chơi. Mặt bả hớn. Your stop, madam. My stop. How delightful. Cười con mẹ gì? Cười quay. Bà này có những cái nụ cười rất ngẫu nhiên mà. Rồi. Ok thì nếu bạn nào chưa có bấm like thì bấm like hộ mình bây giờ. Và bạn nào mà chưa có share clip này thì hãy share clip này hộ mình. Không có cần nhất thiết là phải chế độ công khai gì cả. Chỉ cần bạn bè hay là tùy chỉnh gì cũng được. Đó, không có bắt buộc phải công khai. Và hơn nữa thì mình đang tham gia một cái cuộc thi tên là Gaming YouTuber Việt Nam. Nên những cái like và những cái chia sẻ của bạn
là có góp phần rất lớn cho những bước tiến của mình trong cái cuộc thi này, và nó rất là quan trọng đối với mình. Nên những bạn nào mà yêu quý mình thì hãy bỏ một ít thời gian để mà làm cái đó hộ mình. Facebook của mình là Cẩm Nang Game Thủ hoặc là Chris Devil Gamer, thì các bạn có thể dễ dàng tìm được Facebook đó bằng cách gõ chữ Chris Devil Gamer hoặc là chữ Cẩm Nang Game Thủ lên phần tìm kiếm trên Facebook thì sẽ dễ dàng tìm được Facebook của mình. Và bây giờ thì mình xin chúc các bạn có một ngày buổi tối thật là tốt lành. Quá, được chưa? Rồi. Kinh vãi. Từ còn nữa để đến phiếu nhìn nhất chụp hình. Đúng rồi. Rồi, nào quay lại đâu đâu. Vãi. Vãi.